Hi, xin kính chào quý vị. Hãy cùng mình đang có mặt ở lobby khách sạn Sokha 5 sao thủ đô Phnom Penh chiều ngày 7 tây tháng 11 2017. Và đây là các cái hoa hậu ở trong hotel nữa quý vị. Bây giờ đi lên rời cái chỗ lobby reception nữa quý vị. Đi lên cái sky bar cà phê sân thượng của hotel cho quý vị biết toàn cảnh thủ đô Phnom Penh. Có bạn Hiền hướng dẫn viên ở Campuchia dẫn mình đi nè. Okay. Lầu 20. Wow. Đây có quảng cáo weekend burger promo đó. $3. Lên cho chị thấy toàn cảnh thủ đô Phnom Penh, ngắm hoàng cung bên dòng sông bốn mặt, dòng Mekong nổi tiếng nhất Đông Dương gì ha. Wow, tốc độ chạy nhanh đó ha. Ok. Wow. Wow. Rồi đây quý vị, sông Tonle Sap đó là chảy vô biển hồ á hả? Đúng rồi. Đó, nhìn xuống dòng Tonle Sap chảy vô biển hồ Campuchia quý vị. Và bên kia đó là một góc của thủ đô Phnom Penh. Bây giờ khoảng 4 giờ 15 phút chiều, hoàng hôn đang buông xuống thủ đô Phnom Penh nữa vậy. Múi giờ của Campuchia bằng với Việt Nam, Thái Lan. Và đây là cái đường bờ kè phía đông của dòng Tonle Sap mà ông Sotkha, ông ba cò đó gì, sáu cò đó, ông đầu tư 20 triệu đô la này. Và đây là cái khu parking của hotel. Bên kia có sân tennis gì ha. Làm cái bờ kè này chống xói mòn cũng như là tạo cái cảnh đẹp cho cái bờ sông và cái miếng đất hình tam giác phía dưới là của ông của Sokha luôn cái gì, phim đầu tư đó. Và đây là cái bờ đông của thủ đô Phnom Penh nè. Gì đây. Đây trên sông chiều có du thuyền này. Đây, chiếc du thuyền nhỏ giống như cái cano. Buổi tối chắc có nhà hàng nổi ha. Đi. Đây nữa vậy. Là có biểu diễn nhạc truyền cổ truyền rồi ẩm thực ha. Ngắm phố Phnom Penh về đêm lung linh. Đó, Hải Cao Minh đã có mặt ở thủ đô Phnom Penh quý vị. Chiều ngày 7 tháng 11 ngắm toàn cảnh. Bên kia thấy dãy núi xa xa kìa. Đây thấy đó là núi Niết Lương á gì. Cái bến phà mà có dòng sông Tiền đó. Hướng về Việt Nam đó vậy. Rồi, mời quý vị qua nhìn góc bờ bên đây. Đây. Đây là dòng Mekong, dòng chính nè. Đó, tên nhà hàng là Thanh Sua. Restaurant là tên cái loài hoa chuông biểu tượng của Bô Cô ở vùng núi giáp với Hà Tiên ấy vậy. Chiều nay có tiệc set up bàn ở đây nè. Vừa ngồi ăn tiệc vừa ngắm dòng Mekong. Đây, nhìn xa bên kia là đảo Kim Cương ha. Đảo Kim Cương. Nơi mà cách đây 5 năm hả? 7 năm. 7 năm, 2010. Cây cầu lung lay, cái người ta hoảng hốt. Được. Dự cái hội chợ á. Cũng là lễ đua ghe ngò. Đua ghe ngò luôn, đua cách đây 2 ngày luôn. Đó. Dạ. Rồi nhưng mà đó là 300 mấy chục người hả?
đúng rồi, 371 người. 371 người đã bỏ mạng trên cây cầu ở đảo Kim Cương rồi vậy. Dẫm đạp lên nó là một cái thảm họa. Lúc đó là Campuchia để quốc tang á. Một bài học rút kinh nghiệm quản lý lễ hội. Đó, vì thấy toàn cảnh thủ đô Phnom Penh với những cái building mới xây sau này. Đó, rất là hiện đại đây, bờ sông. Có những du thuyền đưa du khách tham quan sông Mekong á. Rồi và ở đây phía dưới quý vị nhìn thấy được cái làng chài của người Chăm, lao động ngư dân đánh bắt cá này. Sống trên những cái chiếc thuyền cả gia đình luôn á vậy. Có cái anten để xem tivi luôn đó. Đó thấy dễ thương không? Còn đây là những nhiếp ảnh gia chụp hình phong cảnh đẹp Phnom Penh, là đứng đây chụp đẹp đó nữa vậy, để treo trang trí đó. Đó và nhìn phía dưới thấy toàn cảnh của sông Mekong. Là nó sẽ tới tháng 12 là nó sẽ là có 3 màu nước. Đây là dòng sông nước của Phù Sa đổ về. Còn cái nhánh từ đây sát nó sẽ đẩy cái nước trong về đây. Rồi. Là nó giao đầu với nhau. Rồi. Hai dòng, còn nó chảy về Việt Nam nó sẽ chảy có thêm 2 màu nữa. À là nó trộn lại đó. Trộn lại. Là 4 màu. Là 3 màu đó. 3 màu. 3 màu. Màu đục của Mekong về. Đúng rồi. Màu trong của biển hồ Tuyên Sáp về. Đúng rồi. Rồi nó trộn lại, nó đẩy qua cái ngã tư về bên kia. Sông Tiền. Với sông Hậu. Và về bên đó thì cái màu nó sẽ trộn của cái màu đậm với cái màu trong. Đúng rồi. Là tháng đẹp, mấy? Rất đẹp, vô khoảng tháng 12 đến tháng 3. Bắt đầu mùa khô đó ha. Đúng rồi. Hết mưa đó. Wow, đó bạn Hiền tour guide giải thích. Đây là ngã tư sông bốn mặt là gì? Đó. Bây giờ nó cũng có 2 màu rồi đó. Đó đúng rồi, bây giờ thấy 2 màu nè. Rồi thấy rõ không? Cái này là hiện tượng thiên nhiên cái gì? Là mùa đó nước thượng nguồn về Phù Sa. Trong khi đó biển hồ đã lắng hết mưa đó, nó trong và nó đổ về đây thì trong với đục nó trộn với nhau rồi nó đẩy bên phải á là về Bát Sắc, về sông Hậu gì. Còn xa bên kia đó là về sông Tiền đó. Đây quý vị thấy rõ không? Đó, ngay cái mũi này là cái nhánh. Đó. Và như vậy, đây là cái vị trí đắc địa độc đáo thiên nhiên của cái Phù Sa Mekong. Mà thay đổi từ tháng 12 đến tháng 3 đó. Và có dịp ở đây mình sẽ thấy toàn cảnh cái hiện tượng thiên nhiên kỳ thú độc đáo như vậy. Và đây bên tay phải quý vị, mình thấy cái hoàng cung nè. Đó, chỗ mà sơn màu vàng vàng ấy. Và thấy bến du thuyền của hoàng gia nè. Đó. Thì trở lại lịch sử thủ đô Phnom Penh được dòng dõi vua Norodom dời từ cố đô Siem Reap vào khoảng thế kỷ thứ 16 ấy vậy. Lúc bây giờ người Siem, bây giờ là Thái Lan á, tấn công vào Angkor. Và đế chế Angkor phải rời cố đô và xuôi về phía nam biển hồ Tonle Sap, về đến ngã tư sông này cách cố đô Siem Reap khoảng 300 cây số gì. Và theo lịch sử kể lại thì đức vua thấy được một người phụ nữ linh thiêng báo mộng trên một ngọn đồi, nơi đây sẽ có vị quốc vương gây dựng nên vương quốc phát triển lại hùng mạnh. Và người phụ nữ báo mộng đó chính là bà Bên. Thì hiện nay ở thủ đô Phnom Penh có khu tượng đài đòi bà Bên á, và từ cái tên bà Bên này á thì người ta giải thích là Phnom ấy, Phnom theo tiếng Khmer là đồi núi thấp đó, còn Bên là tên riêng của bà, là người đã báo mộng cho hoàng gia, cho đức vua lúc bây giờ nên chọn khu vực ngã tư sông bốn mặt này cái vị trí đắc địa để làm kinh đô mới, để một ngày nào đó phục dựng lại vương quốc đế chế Angkor hùng mạnh. Và đúng như vậy, sau khi dời về đây thì thủ đô Phnom Penh, người Việt mình gọi là Nam Vang cái gì, đã phát triển hùng mạnh. Và ngày nay
Nó cũng là trung tâm thủ đô của Vương quốc Campuchia, kinh tế phồn thịnh và theo chế độ quân chủ lập hiến, tức là vua hoàng gia không có trực tiếp tham gia vào chính trường, và đức vua được người dân Campuchia, hoàng gia tôn kính bậc nhất cùng với lại nhà sư quý vị. Và suốt thời thuộc địa Pháp thì thủ đô Phnom Penh cùng với lại thủ đô Viêng Chăn Lào, rồi Huế, An Nam quý vị, người Pháp nhập lại thành liên bang Đông Dương thuộc Pháp gọi là xứ Indochina, và ba nước này đã bị mất chủ quyền và trở thành 100 năm thuộc địa. Thì sau này lịch sử của Việt Nam, lịch sử của Campuchia cũng như lịch sử của Lào đã thay đổi, và lần lượt các quốc gia này đã giành được độc lập, thoát khỏi chế độ thuộc địa quý vị, và bây giờ đã trở thành thành viên đầy đủ của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, và trong đó Lào, Campuchia, Việt Nam là ba quốc gia cụ thuộc địa của Pháp, có núi liền núi, sông liền sông, nền văn hóa rất nhiều nét tương đồng, giao lưu tình hữu nghị. Và hôm nay Hải Cao Minh có mặt trên cái dòng sông bốn mặt Mekong vào một cái buổi chiều ngày 7 tháng 11 2017, một chút hoài cổ, hoài niệm nhớ về lịch sử xa xưa của xứ sở Đông Dương, của một đế chế ăn co hùng mạnh nhất Đông Nam Á trong lịch sử cổ đại trung đại của Đông Nam Á Đông Dương quý vị. Và ngày nay trải qua rất nhiều thăng trầm, nhất là giai đoạn Pol Pot thì thủ đô Phnom Penh bị hư hại rất là nặng nề, nhưng sau này mọi việc đã trở nên phát triển, và bây giờ thấy rõ với những cái đô thị, những công trình, và đặc biệt du lịch của Campuchia ngày nay trở thành nền kinh tế mũi nhọn, và du khách dễ dàng xuất nhập cảnh bằng đường thủy ngược dòng Mekong hoặc là bằng đường biển vô tỉnh Sinuk Vien, cảng Công Môn Sơn quý vị, hay là bằng đường hàng không với nhiều sân bay quốc tế ở Phnom Penh, có Buchan Thong, sân bay Siem Reap, sân bay ở Sinuk Vien, vân vân. Bằng đường bộ thì có quốc lộ 1 đi thẳng về Mộc Bài, Việt Nam, rồi các cửa khẩu dọc biên giới Việt Nam, biên giới với Lào, rồi biên giới với Thái Lan, làm cho Campuchia đón khách bằng đường bộ, đường thủy, đường hàng không đều rất thuận tiện. Và do có lịch sử oai hùng, một đế chế ăn co rực rỡ, một nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, và Campuchia ngày nay sở hữu di sản văn hóa thế giới, đó chính là Angkor. Thì trong chương trình tối mai đoàn sẽ đến Angkor, Hải Cao Minh sẽ trực tiếp chi tiết toàn bộ cuộc hành trình cũng như cố đô Angkor như thế nào nhé. Cảm ơn bạn Hiền đã giúp Hải đi tham quan được cái sân thượng của Sokha Hotel tầng 20 và có dịp ngắm toàn cảnh dòng sông bốn mặt thủ đô Phnom Penh một ngày mới trong buổi chiều hoàng hôn rất lãng mạn, rất ý nghĩa. Thank you quý vị, hẹn gặp lại quý vị một ngày nào đó gần nhất đến tham quan du lịch thủ đô Nam Giang. Thank you, see you quý vị, goodbye.